Tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt 10%. Thưa quý vị, đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số năm 2023 của tỉnh Long An vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Trên lĩnh vực kinh tế số, ngoài phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trên GRDP đạt 10%, tỉnh còn đặt ra 5 chỉ tiêu khác như tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt 6%, tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 8,5%. Trên lĩnh vực xã hội số, Long An phấn đấu đến năm 2023, tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 90%, tỷ lệ dân số trưởng thành trở lên có chữ ký số cá nhân đạt trên 20%. Trên cơ sở kế hoạch đề ra, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh sẽ cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh.